Hello mọi người, Nhi đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Coi 68 TV. Chắc hẳn là ngày hôm nay các bạn sẽ thấy rất là lạ khi trên Coi 68 TV xuất hiện một gương mặt mới. Thì xin giới thiệu với mọi người, mình tên là Yến Nhi, sẽ là host mới của kênh và sẽ là người đồng hành cùng với tất cả các bạn để cập nhật những tin tức nhanh nhất cũng như là những kiến thức quan trọng nhất hỗ trợ cho mọi người trong quá trình mọi người đầu tư. Và không để cho các bạn chờ lâu nữa thì hãy cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Top 5 khái niệm kinh tế tài chính quan trọng nhất mà Yến Nhi nghĩ là các bạn cần biết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index CPI. CPI thì được tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng hóa tiêu dùng theo thời gian. Sự tương đối ở đây được hiểu là vì CPI được tính dựa trên một giỏ hàng hóa đại diện cho toàn bộ hàng hóa tiêu dùng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI thì có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá mức độ lạm phát hoặc là giảm phát của một nền kinh tế. Khi CPI tăng thì giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cũng tăng lên, dẫn đến lạm phát. Và ngược lại thì khi CPI giảm, giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cũng sẽ giảm theo, dẫn đến giảm phát. Khi lạm phát ở mức thấp thì những ngân hàng trung ương như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed sẽ giảm lãi suất để kích cầu và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Và khi lạm phát tăng cao thì lãi suất có thể được nâng lên để giữ giá cả ổn định. Và với việc lãi suất giảm thì đồng USD cũng sẽ yếu đi, và ngược lại là khi lãi suất tăng thì đồng USD cũng sẽ mạnh hơn. Điều này thì vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến các loại hàng hóa như là vàng, dầu và cả thị trường crypto nói chung. Trong tuần qua thì báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI được công bố vào thứ tư ngày 11 tháng 9 cho thấy lạm phát toàn phần tăng 0.2% trong tháng 8 và tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng được xem là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Và hiển nhiên là ngay sau báo cáo của CPI, chứng khoán Mỹ đã hoàn toàn chìm trong sắc đỏ và thị trường crypto thì cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Có thể thấy thì đây không phải là báo cáo CPI mà thị trường muốn nhận được. Khi lạm phát lõi thì vẫn còn cao hơn dự báo và các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai dự đoán là con đường để Fed giảm lãi suất 0.5% có thể sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy vậy thì tin vui là vào rạng sáng ngày 19 tháng 9 theo giờ Việt Nam thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 0.5% như đã từng xác nhận từ trước. Và chỉ trong vài phút ngay sau quyết định của FOMC thì giá của Bitcoin đã tăng 1.2% lên 61.000 đô, xong lại giảm xuống dưới 60.000 đô rồi lại tăng trở lại lên loanh quanh tầm 62.000 đô. Và giá của các đồng coin nằm trong top 100 vốn hóa thì cũng đã có xu hướng tăng tích cực. Có thể thấy thì tác động của CPI đến cả thị trường crypto chủ yếu là vẫn còn trong ngắn hạn. Để có cái nhìn khách quan hơn về xu hướng dài hạn thì Yến Nhi nghĩ là mọi người vẫn cần kết hợp CPI với các chỉ số khác nha. Khái niệm thứ hai tiếp theo đó chính là Federal Fund Rate. Federal Fund Rate thì là tên tiếng Anh của thuật ngữ lãi suất quỹ liên bang, có tên viết tắt là FFR. Đây được hiểu là mức lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay trong khoảng thời gian là một ngày, hoặc cũng có thể hiểu là các khoản vay qua đêm, để có được số tiền bằng đúng với yêu cầu dự trữ bắt buộc của Fed. Theo quy định thì các ngân hàng luôn phải duy trì một khoản dự trữ theo một tỷ lệ nhất định so với tiền gửi tại ngân hàng để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định trong ngân hàng của họ. Và trong trường hợp nếu như có lượng tiền vượt mức dự trữ này thì các ngân hàng có thể cho các ngân hàng khác vay. FFR thì cũng được xem là một trong những mức lãi suất quan trọng nhất trong nền kinh tế của Mỹ vì nó ảnh hưởng đến các điều kiện tài chính và tiền tệ. Do đó thì tác động đến các khía cạnh quan trọng khác của nền kinh tế bao gồm cả việc làm, tăng trưởng hay là lạm phát. Đây cũng được xem là một công cụ mà Fed thường sử dụng để kiểm soát tăng trưởng nền kinh tế của Mỹ và là chuẩn mực cho lãi suất thẻ tín dụng, thế chấp, vay ngân hàng và rất nhiều những thứ khác. Vì thế mà FFR sẽ tác động trực tiếp đến độ mạnh của đồng đô, tác động đến các loại tài sản neo theo giá USD. Bên cạnh đó thì FFR cũng thể hiện góc nhìn của Fed đối với tình hình lạm phát. Chính vì vậy mà nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung tiền, tác động tới giá của Bitcoin cũng như là cả thị trường crypto. Bởi thường thì giá Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác vẫn bị ảnh hưởng bởi quy luật cung cầu, và Fed thì hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm lượng dự trữ bắt buộc để điều tiết cung tiền trong thị trường. Vì thế thì nếu lượng cung tiền được drop và nền kinh tế thay đổi, lượng người muốn mua Bitcoin cũng sẽ thay đổi theo. Mọi người có thể hiểu đơn giản là về mặt lý thuyết thì viễn cảnh đó sẽ diễn ra như sau: khi lãi suất tăng thì cung tiền sẽ giảm, dẫn đến giá Bitcoin sẽ giảm, và ngược lại là khi lãi suất giảm, cung tiền tăng thì giá của Bitcoin cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên thì cũng có trường hợp nếu nền kinh tế truyền thống đang gặp vấn đề như là lạm phát tăng dẫn đến lãi suất tăng, nhưng các nhà đầu tư thì lại có khuynh hướng là mua nhiều Bitcoin hơn như một loại tài sản trú ẩn, thì điều đó cũng có thể khiến cho giá của Bitcoin tăng lên. Vì vậy thì Yến Nhi nghĩ là để cho khách quan hơn thì chúng ta vẫn cần theo sát và xem xét thị trường qua nhiều những yếu tố khác nhau và sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ khác. Khái niệm tiếp theo mà Yến Nhi muốn gửi đến cho mọi người đó chính là FOMC, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. FOMC thì là cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed.
Sau cái cuộc họp thì các chính sách và quyết định của FOMC sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến lãi suất và nền kinh tế, đặc biệt là đồng USD. Thành phần của FOMC thì bao gồm 7 thành viên của hội đồng thống đốc và 5 thành viên được lựa chọn luân phiên từ 12 chủ tịch của các ngân hàng dự trữ liên bang trong hệ thống của Fed. Thông qua các quyết định của FOMC thì Fed có quyền tăng hoặc là giảm nguồn cung của USD trong nền kinh tế để điều chỉnh lạm phát. Và nếu như mà FOMC duy trì quan điểm thắt chặt nguồn cung, chống lạm phát thì đồng USD sẽ mạnh hơn. Và ngược lại thì nếu như Fed duy trì lãi suất không đổi hoặc là cắt giảm lãi suất thì hiển nhiên là đồng USD sẽ chịu sức ép giảm giá. Các nghiên cứu cho thấy thì là khối lượng giao dịch tiền tệ tăng khoảng 5% sau các cuộc họp của FOMC. Điều này thì thường tạo ra những biến động lớn và cơ hội đầy ý nghĩa cho các nhà giao dịch. Và trong năm 2024 thì Fed sẽ có tới tận 8 phiên họp và lịch họp gần nhất trong thời gian tới sẽ là vào ngày 17 và 18 tháng 9. Đặc biệt là trong phiên họp tháng 9 này, Fed sẽ còn công bố thêm về các dự báo tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp hay là lạm phát. Và như mình đã cập nhật ở trên thì vào cuộc họp vào sáng ngày 19 tháng 9, FOMC cũng đã quyết định cắt giảm lãi suất là 0.5 điểm phần trăm như đã từng xác nhận từ trước. Và đây thì cũng là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ tháng 3 năm 2020 để mở đầu cho chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động gia tăng. Và nếu như mọi người quan tâm về các cuộc họp sắp tới của Fed thì hãy nhớ đón xem trên kênh 68 TV để được cập nhật thêm về các tin tức này nhé. Khái niệm thứ tư đó chính là non-farm. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hay còn gọi là non-farm thì do Cục Thống kê Lao động của Mỹ công bố. Đây là số liệu theo dõi số lượng công việc mới được tạo ra hoặc là mất đi mỗi tháng. Bản tin non-farm thì thường được phát hành vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, thứ 6 mỗi cuối tháng theo giờ miền Đông của Mỹ. Thông thường thì báo cáo về non-farm sẽ đi đôi với hai thông số khác nhau, đó chính là tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân của người lao động tại Mỹ. Nếu như kết hợp non-farm với hai yếu tố này thì nhà đầu tư sẽ có góc nhìn tổng quan hơn về nền kinh tế của nước Mỹ nói chung và nền kinh tế thế giới nói riêng. Nhiều nhà đầu tư từ thị trường chứng khoán cho tới thị trường crypto thì thường sử dụng chỉ số non-farm để nhận biết nền kinh tế vĩ mô, từ đó mà họ có thể dự phóng về xu hướng chung của thị trường mà họ đang đầu tư. Tuy nhiên thì bắt đầu từ năm 2024, mối quan hệ của chỉ số non-farm và thị trường chung của crypto tương đối phức tạp bởi có sự tham gia của quỹ ETF. Cụ thể thì nhiều nhà đầu tư bao gồm cả SEC để cho rằng Bitcoin là loại tài sản được liệt kê dưới dạng là commodities, có nghĩa là tài sản toàn cầu. Nó có tính chất tương đồng với vàng hay là dầu. Hay chúng ta cũng có thể nói cách khác, đó chính là Bitcoin có thể được coi là dạng tài sản an toàn với độ biến động ít. Trong khi đó thì đa phần nhà đầu tư thì thường liệt kê các loại tài sản khác ngoài Bitcoin và nhóm tài sản rủi ro. Từ đây, nếu xét tới trường hợp các chỉ số non-farm giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng thì người dân thường sẽ không có nhiều tiền. Xu hướng chung của họ là hướng tới việc trữ tiền ở các loại tài sản an toàn, tránh tiêu sản và các loại tài sản rủi ro. Và với dòng tiền chảy vào commodities, các loại tài sản toàn cầu thì giá của Bitcoin cũng sẽ thường tăng lên. Nhưng các tài sản token, crypto khác lại đi theo chiều hướng ngược lại. Chính vì vậy mà điều này có thể khiến cho các chỉ số non-farm trở nên phức tạp hơn khi các nhà đầu tư áp dụng để dự đánh giá của thị trường crypto. Và chỉ số cuối cùng mà ý nhiên nghĩ là mọi người nên biết đó chính là chỉ số bán lẻ Retail Sales. Chỉ số bán lẻ là một thước đo tổng hợp về doanh số bán lẻ hàng hóa trong một khoảng thời gian, được phát hành bởi Cục Điều tra Dân số và Bộ Thương mại vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 13 hàng tháng theo giờ miền Đông của Mỹ. Là một chỉ số kinh tế vĩ mô hàng đầu thì doanh số bán lẻ khỏe mạnh làm hình dung ra những chuyển động tích cực trong thị trường chứng khoán. Nếu doanh số bán lẻ cao, điều đó có nghĩa là nền kinh tế đang tăng trưởng tốt và từ đó thì đồng tiền quốc gia cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Thông thường thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến chỉ số Retail Sales của đồng USD vì đây là đồng tiền trực tiếp neo với tỷ giá của Bitcoin. Ý Nhi sẽ đưa ra một ví dụ cho mọi người dễ hiểu nha. Đó là khi nền kinh tế đi xuống, người dân sẽ chi tiêu ít hơn khiến cho nền kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát có thể dẫn tới suy thoái kinh tế. Khi đó thì chỉ số Retail Sales sẽ giảm, Fed sẽ ra các biện pháp giảm lãi suất để kích cầu lại nền kinh tế phát triển. Và khi Fed giảm lãi suất thì giá trị đồng USD sẽ giảm. Lúc đó thì nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán sẽ tích cực bán ra cổ phiếu và mua vào các loại tài sản an toàn hơn như là trái phiếu chính phủ, vàng hay là bất động sản. Điều này thì sẽ khiến cho giá cổ phiếu sụt giảm mạnh mẽ, trong khi giá vàng hay là bất động sản thì lại được săn đón và tăng đột biến. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, khi mà Bitcoin thì cũng đã được liệt vào các dạng tài sản an toàn với độ biến động ít, thì trong trường hợp này khi chỉ số Retail Sales giảm, giá USD giảm thì có khả năng giá Bitcoin lại có thể tăng lên. Ngoài ra, để theo dõi các thông tin nói trên thì mọi người cũng có thể sử dụng các trang web như là forexfactory.com hoặc là investing.com để biết thêm về những chỉ số cũng như là khái niệm kinh tế này nha. Và vừa rồi là 5 chỉ số khái niệm kinh tế tài chính quan trọng mà ý Nhi nghĩ là sẽ rất hữu ích để giúp cho mọi người đánh giá thị trường trong suốt quá trình đầu tư. Hy vọng là các bạn đã có thêm nhiều kiến thức hơn và có thể sử dụng các chỉ báo này như một công cụ hữu ích. Và nếu như thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh 68 TV nha. Và mình là Yến Nhi, hẹn gặp mọi người ở những số tiếp theo. Bye bye! Bye.